sinh viên ngành du lịch khách sạn tại MDIS trong thời gian thực tập 6 tháng tại các khách sạn tập đoàn du lịch tổ chức sự kiện tại Singapore như là The Fullerton Hotel hay là Trendbrother hay là Carousel, và các khóa học về du lịch và khách sạn tại MDIS mang tính ứng dụng thực tiễn cao, giúp cho sinh viên nhanh chóng bắt tay vào công việc sau khi tốt nghiệp. Thì khoa du lịch và quản trị khách sạn đã dành 1.400 m² đầu tư cho trung tâm thực hành tiện nghi và hiện đại với các trang thiết bị từ hệ thống thông tin quản lý, nhà hàng, quầy bar, phòng khách sạn cao cấp để sinh viên thực hành ngay từ năm thứ nhất. Phục vụ cho việc học tập mang tính thực tế cao hơn, sinh viên khoa du lịch còn được điều chỉnh nhà hàng mang tên là Grill and Bay nằm trong khuôn viên học xá. Tại đây, sinh viên được làm việc ở tất cả các công đoạn của việc kinh doanh một nhà hàng, như là lựa chọn thực phẩm, lên thực đơn, sáng tạo các món ăn độc đáo, cách phục vụ nhà hàng. Thì ngoài thời gian thực hành tại trường, sinh viên còn tham gia 6 tháng thực tập tại các công ty du lịch và khách sạn lớn tại Singapore. Thì chương trình thực tập có lương mang ý nghĩa lớn vì các em sẽ được làm việc va chạm với môi trường làm việc quốc tế chuẩn mực cao tại Singapore. Bên cạnh đó thì các sinh viên cũng sẽ tham gia nhiều chuyến đi thực tế đến các khu resort và khu du lịch nổi tiếng tại Singapore và nước ngoài như là Hồng Kông, Bangkok, Bắc Kinh, Thượng Hải, v.v. Và các sự thực tế trong chương trình học của MDIS còn nằm ở các giảng viên. Thì giảng viên tại đây không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà họ còn có những người đang làm việc trong ngành du lịch và khách sạn ở vị trí là quản lý. Và các cái giảng viên sẽ truyền đạt đến cho các học sinh không chỉ là kiến thức mà còn là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế mà họ đã trải nghiệm. Và các cái chương trình đào tạo tại MDIS thì MDIS liên kết với Đại học Southern Road của Úc để đào tạo cho sinh viên các cái chương trình như là cử nhân quản trị tổ chức hội nghị và sự kiện, cử nhân quản trị khách sạn quốc tế, cũng như là thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn. Và MDIS liên kết với Đại học Sunderland của Anh Quốc đào tạo cho sinh viên từ cái chương trình là cử nhân du lịch quốc tế và quản trị khách sạn, thạc sĩ du lịch và khách sạn. Và MDIS sẽ giảng dạy và cấp bằng cho sinh viên ở chương trình là cao đẳng du lịch quốc tế và quản trị khách sạn. Thì về cái chương trình trong năm 2014, MDIS có cái chương trình học bổng rất là hấp dẫn, trị giá đến 68 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên Việt Nam. Và để tư vấn kỹ hơn về chương trình học và học bổng, kính mời phụ huynh và học sinh tham dự cái hội thảo lúc 9 giờ cho đến 11 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014, địa điểm là công ty Tân Đại Dương. Và đến với hội thảo, các bạn sẽ được các chuyên viên tư vấn định hướng từng trường hợp cụ thể thông qua khả năng học tập của từng học sinh để các bạn có thể chọn ngành cho mình phù hợp nhất và đăng ký ngay hội thảo qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tandaiduong.edu.vn vào chuyên mục hội thảo. Các bạn sẽ được tư vấn chi tiết hơn và còn nhiều hỗ trợ khác khi làm hồ sơ tại công ty Tân Đại Dương, như là tặng 100% phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, xin thư mời nhập học, nhà ở, làm bài kiểm tra tiếng Anh. Thì để chi tiết hơn, các bạn hãy đừng chần chừ và đăng ký ngay chương trình hội thảo vào ngày 26 tháng 7 năm 2014.